Anh Sa rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 12 giờ trưa và buổi trưa ngày hôm nay quay trở lại với chuyên mục đọc truyện này. Anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện Tình Như Trong Mộng đến từ tác giả Nguyễn Nhật Thường. Quý vị và các bạn thân mến, anh Sa cam đoan đây sẽ là một tập truyện đưa chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Rất nhiều tình huống kịch tính sẽ xảy đến. Như chúng ta đã biết ở phần cuối của tập truyện trước, thì Nam và Kiều Anh đã bị Quyết cùng với đồng bọn của hắn phục kích và truy đuổi. Giờ đây hai người họ đã bị dồn đến bước đường cùng. Liệu rằng thì Nam và Kiều Anh có thể nào thoát khỏi tên Quyết hay không? Bên cạnh đó, cuộc hành trình tẩu thoát của hai người họ sẽ mang đến rất nhiều điều bất ngờ. Những nhân vật mới sẽ xuất hiện và một lần nữa đẩy họ đứng trước bờ vực sinh tử. Vậy thì những nhân vật đó là ai? Và tình huống nguy hiểm nào sẽ ập đến với hai người họ? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo chân của anh Sa. Chúng ta đi tìm câu trả lời tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip chị Dậu nhé. Ngoài ra quý vị và các bạn hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 9, bộ truyện Tình Như Trong Mộng, tác giả Nguyễn Nhật Thương qua phần diễn đọc của anh Sa. Anh cố gắng lục lại trong ký ức. Ngày hôm đấy, sau khi đến sân bay, vừa bước xuống xe, thì bất ngờ nghe được tiếng kêu cướp cướp của một người phụ nữ. Anh theo phản xạ rời tầm mắt đến, rồi bắt gặp một tên thanh niên, ăn mặc lùm thùm, đang ôm chiếc túi sách bỏ chạy. Phía sau là người phụ nữ trung tuổi, vừa chạy theo vừa hô lớn. Theo quán tính, lúc này anh liền đuổi theo. Vốn thường ngày tập thể thao thế nên anh có sức khỏe. Chẳng mấy chốc, đã túm được tên cướp đó rồi lấy lại ví cho người phụ nữ. Lúc đấy tên đó cầu xin anh tha cho hắn. Nam vốn định đánh cho vài cái xem như bài học, nhưng mà không ngờ người phụ nữ kia đã gọi công an đến. Sau đó tên cướp bị đưa đi. Nam nghĩ đến đây bất giác lại nhìn tên Quyết. Không nhé. Hắn ta thấy như vậy thì khẽ cười. Sao vậy? Nhớ ra rồi á? Cũng nhờ ơn mày, tao được ăn cơm nhà nước 2 năm đấy. Mày làm việc sai trái, vậy thì cũng nên biết trước kết cục sẽ như vậy. Tên Quyết nghe như thế bỗng nhiên túm lấy cổ áo của anh, ánh mắt đỏ ngầu rồi nói. Nhưng mà khi đó tao đã cầu xin mày, cầu xin mày thả tao ra, nhưng mà lại không chịu. Tao đã nói với mày rằng tao là vì bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Thế rồi thì cũng nhờ ơn mày mà đến bây giờ, cô ấy đã qua được 10 cái rỗ rồi đấy. Nam nghe xong khẽ nhíu mày. Cô ấy? Phải đấy. Mày thì làm sao biết được? Vợ tao lúc đấy bị suy tim độ nặng, cần tiền ghép tạng mới có thể sống sót. Tao đã chạy đi vay mượn, nhờ vả khắp nơi, nhưng vẫn không đủ tiền để làm phẫu thuật. Ngày hôm đấy thì bác sĩ tiên đoán tình trạng đang xấu đi. Nếu như không phẫu thuật gấp thì ai sẽ không qua khỏi. Cũng vì túng quẫn quá, không nghĩ được cách nào khác mới phải đi cướp. Tao biết tao làm sai, tao phải chịu. Nhưng mà khi đó tao không còn cách nào cả. Ngay khi tao vừa được đưa về trụ sở công an, bên bệnh viện cũng thông báo cô ấy đã không thể nào qua khỏi. Câu chuyện của hắn khiến cho Nam có phần thương cảm. Tao thực sự không biết là có sự tình như vậy. Mày không biết cũng đúng thôi. Nhưng mà lúc đó tao đã cầu xin mày, xin mày thả tao đi, bỏ qua cho tao. Nhưng mày lại không nghe. Nếu như lúc đó tao về kịp thì cô ấy chắc chắn sẽ không sao cả. Hắn vừa nói đôi mắt như muốn khóc. Nam thấy như vậy trầm giọng xuống. Vậy thì mày muốn bao nhiêu? Cứ nói ra một con số đi, tao sẽ đưa. Tên Quyết nghe như vậy càng thêm điên lên. Hắn không nói không rằng đấm mạnh vào bụng của anh, khiến cho anh đau đớn nhăn mặt lùi lại phía sau. Bao nhiêu á? Mày nghĩ có tiền có thể thay thế được tất cả sao? Lúc này thì Kiều Anh đỡ lấy Nam lo lắng hỏi. Nam à, anh không sao chứ? Nam đang ôm lấy bụng của mình khẽ khom người, sau đấy gắng gượng đứng thẳng lên.
Nếu như mày cảm thấy đánh tao có thể xả đi cơn giận năm đó, trả được hận cho vợ mày, vậy thì tao sẽ đứng yên để cho mày đánh. Vừa nghe như vậy, hắn liền lao đến vùng ngay một đấm vào mặt của anh. Cú đấm mạnh đến mức khiến cho Nam lảo đảo, khóe miệng rách tứa cả máu. Kiều Anh lo sợ chạy lại đỡ anh, ánh mắt đỏ hoe như muốn khóc. Nam à! Anh nghe như vậy kéo cô lại. Kiều Anh, em lại kia đứng đi, đừng ở gần tôi. Lúc này tên Quyết nhìn bọn họ cười khẩy rồi nói: Vẫn còn tâm trí để lo cho nó à? Mày có biết hôm nay là ngày giỗ của vợ tao không? Nhìn chúng mày thế này lại khiến vợ tao chảnh lòng đấy. Chỉ bằng để tao đưa vợ mày đi đến đấy chơi cùng với vợ của tao, để cô ấy không còn cô đơn nữa. Vừa nghe như thế, Nam liền giấu cô ra phía sau. Đây là chuyện giữa tao và mày, không liên quan đến người khác. Nếu như mày hận tao, muốn đánh muốn giết, tùy ý, tao sẽ không phản kháng. Nhưng mà đừng đụng đến cô ấy. Thế mày không nhìn xem thời thế bây giờ thế nào, lại còn ra điều kiện á? Từ nay đến giờ cũng đã lâu rồi, đàn em của mày vẫn chưa đến. Tao đoán chắc mày không kịp báo cho chúng nó biết. Hôm nay tao sẽ đòi cả nợ cũ lẫn nợ mới. Mày và con vợ của mày không tránh được đâu. Lời vừa dứt thì đàn em của hắn tay cầm gậy gộc ống tuyếp trước sau tiến lại phía cô và anh. Nam đưa mắt nhìn bọn chúng. Với sức của anh có thể đánh trả được, nhưng mà lúc này còn có cô, anh sợ không thể nào bảo đảm được trọn vẹn. Kiều Anh lo sợ bất giác đặt tay lên bụng của mình. Nam à! Anh nghe đến đây siết chặt tay cô lại, khẽ nghiêng mặt về phía cô, thanh âm đủ để hai người nghe thấy. Nhớ nắm chặt tay tôi. Lời vừa dứt thì đám người kia cũng lao đến. Nam sau đó quay người kéo cô chạy xuống sườn dốc, thẳng sâu vào khu rừng. Ở phía sau, thằng Quyết tức điên cả lên rồi hô lớn: Đuổi theo, bắt lấy nó! Những tiếng bước chân dồn dập ở phía sau, Nam cứ nắm tay cô chạy thẳng về phía trước, không định hướng và cũng không cần biết đi đâu. Khi bọn họ chạy một đoạn khá dài, Kiều Anh bắt đầu thở dốc, một tay ôm lấy bụng, giọng nói đứt quãng: Nam, tôi không nổi nữa, bụng tôi đau quá. Nam nghe như vậy quay lại nhìn, thấy sắc mặt của cô nhợt nhạt, anh liền dừng lại đỡ lấy cô. Kiều Anh, em sao rồi? Cô lúc này ngồi thụp xuống thở gấp. Tôi không chạy được nữa, sắp không thể nào thở được nữa rồi. Nam nghe như vậy đưa mắt nhìn xung quanh, anh vẫn còn nghe loáng thoáng giọng nói của bọn Quyết, sau đấy khẽ xoay lưng lại phía cô rồi nói: Em lên đi, tôi cõng em. Cô nghe như vậy kinh ngạc. Anh đủ sức không đấy? Không còn nhiều thời gian nữa, mau lên đi. Chúng ta tìm nơi nào đó trú tạm. Đi sâu vào nữa, tôi nghĩ là chúng nó không đuổi theo đâu. Kiều Anh nghe như vậy lại lưỡng lự, sau đó Nam lại giục: Mau lên đi. Cô nghe thấy như thế đành miễn cưỡng để cho anh cõng, bởi vì thực sự cô không thể nào đi được nữa. Bụng lúc này đã đau âm ỉ, cô còn lo cho đứa bé nữa. Nam cõng cô cứ như vậy đi sâu hơn vào trong rừng, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Khi Kiều Anh đã thấy không còn động tĩnh với đám của thằng Quyết nữa thì cô lên tiếng: Nam à, chắc là chúng nó không đuổi theo nữa đâu, anh thả tôi xuống đi. Anh nghe như vậy thở gấp vừa nói: Cố gắng đi thêm đoạn nữa, xem có nơi nào trú tạm đã. Bây giờ quay lại tôi sợ chúng nó vẫn đang canh chừng ở đấy. Thì cứ bỏ tôi xuống đi đã, tôi đi được mà. Tôi không muốn em mệt nữa, hãy còn tôi. Kiều Anh nghe như thế bỗng nhìn sững lại, có chút gì đó ấm áp trong lòng. Cô lúng túng rồi nói: Nhưng mà anh cõng tôi từ nãy đến giờ rồi, anh không mệt á? Vậy em có mệt không? Bỗng nhìn bị hỏi câu không liên quan như vậy, cô có chút ngây người rồi đáp lại: Bây giờ thì không. Vậy được rồi, em không mệt thì tôi cũng không mệt. Cõng em, tôi có thể cõng cả đời được. Câu nói đó khiến cho Kiều Anh ngỡ ngàng. Bất giác sau đó cô khẽ mỉm cười, nghiêng đầu tựa vào vai của anh. Đừng có nói khoác nha.
Có người làm chứng, tôi mà nói khoáng, bị trời đánh đấy. Ai làm chứng cho anh? Con của chúng ta đấy. Cô nghe xong thì khóe miệng khẽ cong lên, nhưng mà sau đó vẫn giả vờ nói. Con nào của chúng ta? Chẳng phải khi trước, anh còn xúi tôi đi kiếm người khác đổ vỏ á. Nghe như vậy thì Nam chối bay biến ngay. Tôi nói như thế bao giờ? Kiều Anh nghe xong phải nói là tím cả mặt. Anh lật lòng ghê thật đấy. Tôi không lật lòng, mà là tôi thật lòng thôi. Kiều Anh, chúng ta dù sao cũng đã kết hôn. Hãy thử tiếp nhận cuộc sống này được chứ. Cô nghe như thế, ánh mắt chợt trở nên xa xăm. Anh và Thu, hai người thật sự không còn gì sao? Chẳng phải là khi nãy tôi đã nói rõ với cô ấy rồi sao? Em không tin á? Đúng thật là thời gian lâu trước đó tôi và Thu đã từng yêu nhau. Tôi còn muốn tiến xa hơn với cô ấy. Nhưng mà lúc đó có lẽ chúng tôi vẫn chưa phải là duyên phận của nhau. Nên chuyện chỉ đành bỏ lỡ ngang như vậy. Tôi trở về Việt Nam, đã sớm không còn tình cảm gì nữa. Lời nói của Nam khiến cô vừa ý. Kiều Anh trong lòng vui vẻ, nhưng mà vẫn giả vờ không tin rồi nói. Vậy thì tại sao anh vẫn còn giữ cái áo đó? Thì trở về nên tôi dọn đồ mang theo. Về đây cũng trao cất, chứ cũng không để ý đâu. Thế mà lần trước khi tôi động vào, anh lại còn cáu với tôi nữa. Là bởi vì vốn dĩ tôi đã quên đi nó. Hôm đấy em mặc lên khiến tôi nhớ lại, có một chút không kìm được cảm xúc. Kiều Anh à, tôi đối với chuyện kết hôn vô cùng coi trọng. Không bao giờ tôi quyết định qua loa. Người mà tôi sẽ cưới làm vợ thì tôi nhất định sẽ yêu thương cô ấy. Tôi biết có thể là giữa chúng ta có nhiều điểm mâu thuẫn, nhưng mà có thể nào vì đứa bé gạt sang một bên được không? Cô nghe như vậy thì khẽ nở ra nụ cười trên lưng anh. Sau đó một hồi rồi hắng giọng nói. Được. Chỉ một tiếng nhỏ như vậy thôi khiến cho sắc mặt của Nam rạng ngời hẳn lên. Anh bất giác nở ra nụ cười. Gương mặt điển trai ấy lại tỏa nắng. Bọn họ đi thêm một đoạn thì bắt gặp một ngôi làng nhỏ trong thung lũng. Trời khi ấy đã về chiều. Ánh hoàng hôn khuất sau dãy núi hắt xuống gương mặt của người đàn ông. Những giọt mồ hôi bỗng lấp lánh khiến anh trở nên cuốn hút kỳ lạ. Đêm nay chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây nhé. Kiều Anh trên lưng của Nam bởi vì mệt quá thiếp đi lúc nào. Trong cơn mơ màng, cô ấy ừ lại một tiếng, sau đó lại yên giấc. Không biết là cô đã ngủ bao lâu. Chỉ khi mơ hồ nghe thấy giọng nói của ai đó, cô mới tỉnh lại. Có lẽ do đi đường mệt quá, bị kiệt sức thôi. Mạch thai vẫn còn khỏe. Không có vấn đề gì đáng lo ngại cả. Vậy cảm ơn bác sĩ. Đừng gọi tôi là bác sĩ. Tôi chỉ là thầy thuốc bình thường thôi. Lúc này Kiều Anh nhận ra mình đang ở trong một nhà sàn nhỏ. Cô nhìn ra phía cửa, thấy Nam đang nói chuyện với một người đàn ông lạ, khẽ lên tiếng. Nam. Anh nghe như vậy quay lại nhìn, sau đó vội chào thầy thuốc kia rồi quay vào. Em tỉnh rồi á? Có đói không? Kiều Anh gắng gượng ngồi lên. Đây là đâu vậy? Là một ngôi làng nhỏ trong thung lũng. Người dân ở đây cũng thân thiện. Họ cho chúng ta ở nhờ đấy. Vừa lúc này thì một người phụ nữ đi lên. Hai người mau ra ăn cơm đi. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác. Nói rồi thì Nam lại đỡ lấy cô. Chắc là đói rồi nhỉ? Chúng ta mau ra ăn đi. Kiều Anh vẫn còn ngơ ngác với khung cảnh lạ lẫm này, nên chỉ biết im lặng đi theo anh. Bọn họ ngồi ăn cơm trên một chiếc chõng nhỏ ở dưới nhà. Nam ngó nghiêng không thấy ai thì lại hỏi. Bác à, bác ở đây một mình á? Bà ta nghe như vậy thì gật đầu, tay đưa cơm cho anh rồi nói. Tôi sống ở đây một mình thôi. Thế còn cô cậu ở đâu? Sao lại lạc vào đây vậy? Trông cháu ở trong nội thành, bị lạc đường à? Thế ở đây có điện thoại không à? Bà khẽ lắc đầu rồi đáp. Đến ngay cả đường dây điện còn không có thì lấy đâu ra điện thoại. Ở đây chúng tôi dùng máy phát điện nhỏ, sử dụng sức nước của suối tạo thành dòng điện. Nhưng mà nếu như cậu muốn gọi điện thì cứ nhờ cái anh Sa Tiểu ở làng. Anh ấy
hay đem bắp ra chợ lớn để bán. Anh ta biết cách liên lạc đấy. Dạ vâng ạ. Vậy nhà anh ấy ở đâu hả bác? Giờ này thì anh ấy không có ở nhà đâu. Đi ra trong dãy rồi. Cô cậu cứ ngủ đây một đêm đi. Ngày mai tôi đưa cô cậu đi gặp. Cảm ơn bác ạ. Kiều Anh từ nay đến giờ im lặng nghe nói chuyện. Lúc này mới lên tiếng. Dạ thưa bác, ở đây có chỗ để tắm không ạ? Có đấy. Cô cậu cứ đi về hướng này, tầm 30 mét thôi. Ở đó có một con suối, nước trong lắm. Có thể mang chậu ra đấy để lấy nước. Không thể giờ này cũng không có ai cả. Tắm ngay ở đó cũng được. Để lát nữa tôi kiếm cho hai người bộ quần áo mặc tạm nhé. Kiều Anh nghe như vậy thì tròn mắt. Tắm ở suối à? Nghe như thế bà cũng gật đầu rồi đáp lại. Tôi mấy khi tối muộn cũng toàn ra đó tắm cả thôi. Mang nước về đây chạy 10 vòng cũng chưa đủ để tắm đâu. Lại còn mệt người nữa. Kiều Anh nghe xong phải nói là cứng họng. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình trở về thời kỳ xa xưa. Nam nhìn thấy biểu hiện của cô thì lại lên tiếng. Lát nữa tôi lấy nước về cho em tắm. Cô nghe xong có một chút ái ngại nhìn anh gật đầu. Cảm ơn anh. Sau khi cơm nước xong xuôi, người phụ nữ kia cũng mang đến cho họ hai bộ quần áo. Ở chỗ tôi chỉ có quần áo kiểu này thôi. Cô cậu mặc tạm nhé. Kiều Anh nhận lấy nó rồi khẽ cười. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn. Nói xong câu đó, bà đưa cho Nam một cái chậu nhỏ. Nếu như muốn lấy nước thì chậu đây. Rồi lại phía sau nhà chỗ đấy có quây một tấm bàn. Ở đấy có chậu tắm. Đổ nước vào đấy có thể tắm được. Xà phòng ở ngoài đấy có đủ cả đấy. Kiều Anh nghe xong thì cũng cười phào. Ít ra cũng còn có xà phòng, chứ không thì cô cảm thấy người không sạch cho lắm. Dạ vâng ạ. Sau đó thì Nam cầm cái chậu nhỏ tí, cả hai đi về hướng của con suối. Bà nói rằng tầm 30 mét chứ thực ra xa hơn nhiều đấy. Đến được dòng nước, gió thổi mát lạnh, ánh trăng ở trên cao hắt xuống sáng rực cả mặt nước. Nam bước xuống đấy, múc đầy một chậu nước, nhưng mà quả thực cái chậu này chỉ đủ rửa chân tay. Còn nếu như muốn tắm có khi phải cả trăm chậu như thế này mới đầy được cái chậu tắm kia. Kiều Anh nhìn thấy Nam định bê chậu nước về, cô liền giữ tay của anh lại. Nam à, cái chậu bé như thế này, biết bao giờ mới đầy được? Nam nghe xong lại nhìn xuống. Biết sao được, mình ở đây thì mình phải theo họ. Thường ngày thì họ vẫn làm như vậy mà. Cô nhìn anh đắn đo một hồi rồi e ngại nói. Hay thôi, cứ tắm ở đây đi. Tôi thì không sao, nhưng quan trọng là em. Lúc này cô đưa mắt nhìn ngó xung quanh, sau đó lại nhìn Nam. Vết rách ở miệng lúc bị thằng Quyết đấm vẫn còn sưng nhẹ lên, cô nói. Bây giờ cũng tối rồi, chắc là không ai ra đây đâu. Chúng ta đi cả ngày cũng mệt. Bây giờ lại còn bắt anh đi đi lại lại lấy nước thế này nữa. Khóe miệng của Nam khẽ cong lên. Sao thế? Không nỡ nhìn thấy tôi mệt á? Cô lườm lại một cái. Bây giờ là lúc để đùa. Được rồi, tôi không mệt. Em muốn thế nào cũng được cả. Từ đây về đó, giỏi lắm, 2 cây số. Khi trước sống ở bên Úc, sáng nào thì tôi cũng chạy bộ 5 cây số đấy. Nghe anh nói như vậy, biết thế nhưng mà quả thật cô cũng không nỡ. Thôi, cứ tắm ở đây đi. Nhưng mà chắc là phiền anh về lấy dầu gội và xà phòng mang ra đây được không? Nam nghe như vậy nhìn cô gật đầu. Vậy thì em ở đây đợi tôi nhé. Nói xong câu đó, Nam quay người rời đi. Lúc này Kiều Anh mang quần áo vắt gọn lên cành cây. Cô cẩn thận nhìn 4 phương 8 hướng. Chắc chắn là không có người mới dám cởi bỏ đồ trên người của mình rồi bước xuống dòng suối. Nước ở đây mát lạnh lại trong veo. Đến mức qua cái ánh trăng phản chiếu, cô có thể nhìn thấy cả chân mình bên dưới. Cảm giác đó cũng có một chút thích thú. Cô khẽ ngụp cả người và đầu xuống nước, sau đó mới ngoi lên. Sự tinh khiết của dòng suối khiến cô cảm thấy thoải mái, bất giác nở ra nụ cười. Đêm thanh ấy, ánh trăng vàng rực rọi xuống làn da trắng nón. Mái tóc dài đen mượt, ướt sũng, phủ che đi tấm lưng trần. Những giọt nước lấp lánh vương lại trên gương mặt khả ái.
hàng lông mi cong vút khẽ động theo từng cái chớp mắt nhẹ. Cảnh tượng đó đúng là lay động lòng người. Cô có một chút phấn khích, lấy tay nghịch nước, vô tư vừa cười vừa hát. Đôi chân thon dài cứ theo dòng nước chảy từng bước uyển chuyển tiến lùi. Bỗng lúc đấy có tiếng nói của đàn ông vang lên. Ê mày, có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì? Tao vừa nghe thấy tiếng con gái hát đấy. Đâu? Sao tao không nghe gì cả? Ở phía con suối phía trước mặt kia kìa. Lại đó xem sao đi. Kiều Anh nghe xong thì hốt hoảng. Cô vốn định lên bờ, nhưng mà nhận thấy những tiếng bước chân đang đến gần. Cô bắt đầu rối trí, đưa mắt nhìn xung quanh. Không có nơi nào để trốn cả. Bí quá, cô đành phải ngụp xuống. Thì bỗng lúc này, một bóng người to lớn kéo chặt cô vào lòng. Cả cơ thể đối phương ôm gọn lấy thân hình của cô rồi che chắn. Kiều Anh nghe xong có một chút kinh ngạc, ngước lên nhẹ giọng rồi nói. Nam. Anh nghe như thế khẽ nhăn mặt ra hiểu. Cô không nói gì thêm nữa. Cả người áp sát vào ngực của anh, nghe rõ được từng tiếng nhịp đập của trái tim. Cảm giác hai má đang nóng lên. Vừa lúc đấy đám người kia cũng đi tới. Tầm mắt chỉ nhìn thấy được bóng lưng của Nam. Một tên trong đấy lộ rõ sự thất vọng rồi nói lớn. Người anh em, muộn rồi, tắm nhanh lên, không lại cảm đấy. Nam không nói gì cả, khẽ nghiêng mặt về phía sau gật đầu một cái. Sau đó mấy người kia cũng quay người rời đi. Đợi cho đến khi tiếng bước chân xa dần rồi tĩnh lặng hẳn, chỉ còn nghe được tiếng gió xào xào qua những tán lá, âm thanh của nước chảy xiết gió bên tai, Nam mới nhìn đến cô rồi nói. Sao không đợi tôi ra rồi hay tắm? Cô lúng túng trả lời. Khi nãy tôi nhìn kỹ lắm rồi, thấy không có người thế nên mới dám xuống tắm. Nam có phần giận dữ gắt nhẹ. Khi nãy và bây giờ giống nhau được á? Gương mặt của cô rũ xuống. Cô biết là ban nãy nếu như không có Nam thì chắc đã bị nhìn thấy hết. Nhưng mà cũng không cần cáu với cô như vậy chứ. Có một chút ủy khuất không nói gì cả. Nam lúc này từ trên nhìn xuống, qua làn nước trong suốt, những đường cong cơ thể tuyệt đẹp cứ mập mờ hiện ra trước mặt của anh. Trong người bỗng nhiên nóng rực, giọng nói trở nên khác lạ. Kiều Anh, có những lúc em quá vô tư rồi đấy. Em có biết, dáng vẻ của em bây giờ có thể khiến bất cứ người đàn ông nào, dù là chuẩn mực nhất, cũng phải phát điên không? Câu nói có phần ý tứ cô không hiểu cho lắm, lại ngây ngô ngước lên nhìn anh. Đôi mắt to tròn trong veo, như là nước đêm, lại sáng long lanh. Ai ngờ cô vừa cất tiếng gọi anh, thì âm thanh đó, Nam liền cúi xuống khóa lấy môi cô. Một chút bất ngờ khiến cho Kiều Anh không kịp thích ứng, hai mắt mở to. Bàn tay của cô chống lên ngực anh. Qua lớp áo sơ mi mỏng dính, đã sớm ướt sũng dính sát vào cơ thể. Cô cảm nhận được từng đường cơ bắp săn chắc nam tính. Nhiệt độ cơ thể liền tăng lên. Ở ngoài trời thế này, Kiều Anh lo sợ đám người kia sẽ quay lại. Đôi tay yếu ớt cố gắng đẩy anh ra. Bờ môi bị khóa gượng nói những câu đứt quãng. Nam à, nhớ có người thì sao? Anh cũng chẳng để cho cô nói thêm nữa. Trực tiếp lúc này tiến vào, cuốn lấy chiếc lưới của cô. Dường như muốn rút hết đi dư vị ngọt ngào nơi đó. Cô không còn sức để phản kháng sự mê hoặc mà anh mang lại. Sức lực ở tay cũng dần yếu đi, không còn kháng cự lại, mà có phần phối hợp với anh. Cho đến khi hô hấp của cô gần như không thể nữa, thì Nam mới lưu luyến rời khỏi. Chiếc áo sơ mi trắng của anh giờ này chẳng khác gì tấm vải trong suốt bó sát vào cơ thể, nhìn rõ cả mũi bụng tuyệt đẹp. Sau nụ hôn vừa nãy, lại còn ở trong khung cảnh như thế này nữa, Kiều Anh có một chút e ngại, quay lưng lại lúng túng nói. Chúng ta nhanh về đi, nếu như không có người đến đấy. Lời vừa dứt, cô liền cảm nhận được mái tóc của mình đang được anh vén lên. Cô bất giác đưa tay ra sau đầu của mình. Sao vậy? Nam không trả lời, lặng lẽ cúi đầu xuống vùi vào một bên cổ của cô. Lúc này anh hôn lên da thịt nhạy cảm, lưu lại dấu ấn ở nơi đó. Cô khẽ nhíu mày vì đau, sau đó đưa tay chạm vào vị trí đấy. Cô gọi tên anh. Anh bây giờ khẽ thì thầm vào tai cô, giọng nói khàn đặc. Kiều Anh, tôi muốn em.
Vừa nghe xong thì cả người cô nóng lên theo hơi thở của anh, gương mặt thì đỏ bừng lắp bắp nói. Ở đây á? Anh bắt đầu vòng tay lên trước ôm lấy cơ thể của cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Gương mặt thì vẫn cứ vùi vào bên cổ của cô. Với khung cảnh ngoài trời thế này, Kiều Anh vẫn còn cảm thấy một chút xấu hổ không dám. Cô nắm lấy tay của Nam giữ chặt lại. Ở đây không được đâu. Vào thời điểm này thì chắc có trời sập xuống thì Nam cũng không thể nào nghe được vào tai. Tay kia của anh tiếp tục mơn trớn. Hành động đó của anh khiến cô bất giác co người lại. Nói là nói như vậy thôi, khung cảnh là như vậy, cô sợ xấu hổ, nhưng mà cô cũng không phủ nhận cảm giác mà Nam mang lại. Nó khiến cho cả người cô giống như có dòng điện chảy qua, đôi mắt trong vào, dần dần phủ một lớp sương mờ. Lúc này thì Nam ở phía sau, dùng chiếc lưới nóng bỏng của mình lượn dọc bờ vai, đi đến phía sau gáy, rồi chạy dọc sống lưng. Hơi thở của anh phả đến đâu thì cả người của cô rùng mình đến đó. Một cơn gió nhẹ lùa qua, đến ngay cả mặt nước cũng khẽ rùng lên. Cả người cô rùng mình một cái, cô không còn đủ sức để kháng cự nữa. Ánh mắt ngây dại, vẫn phảng phất một chút lo sợ nhìn xung quanh. Cô sợ có người đến, bị phát hiện chắc là xấu hổ lắm đây. Kiều Anh có một chút ái ngại rồi nói. Nam à, có thể nào nhanh được không? Anh nghe như vậy thì bế bổng cô lên. Kiều Anh theo phản xạ vòng tay rồi choàng qua cổ của anh. Cả gương mặt đỏ bừng khẽ tựa vào vai anh. Nam lúc này đặt cô ngồi lên chòm đá nhỏ. Ở vị trí này cô lại cao hơn anh một cái đầu. Nam khẽ ngước mặt lên nhìn cô, ánh mắt đục ngầu. Người của em sao toàn mùi rượu vậy? Mùi rượu á? Sao lại có mùi rượu chứ? Bởi vì em làm tôi say đấy. Cô ngây người nhìn anh, sau đó hiểu ra hàm ý, bất giác mỉm cười. Rượu say rồi cũng sẽ tỉnh thôi. Lúc này thì Nam bỗng vùi đầu vào hai bầu ngực của cô hít hà rồi nói. Say em, tôi không muốn tỉnh đâu. Sau đó thì anh cắn nhẹ lên cơ thể cô. Cử chỉ đó khiến cô khẽ rùng mình. Cô kêu lên một tiếng. Kiều Anh đặt hai tay lên vai của Nam. Mùi hương phảng phất từ mái tóc của anh bỗng khiến cô dễ chịu. Nam lúc này một tay ôm bên ngực của cô xoa nắn, một bên thì anh ra sức hôn khắp cơ thể. Cảm giác đê mê này khiến cho Kiều Anh gần như mất đi lý trí. Ấy vậy mà trong lòng vẫn còn nhen nhóm một chút lo sợ bị nhìn thấy. Anh lại buông tay khỏi cơ thể của cô, dần dần mơn trớn xuống dưới. Nam ngước mặt lên nhìn cô, mái tóc ướt được búi cao vương lại vài sợi trên gương mặt. Dưới ánh trăng tròn vành vành đó, cô lại trở nên mê hoặc giống như một tiểu hồ ly. Nam bỗng nhiên dùng sức ở tay đẩy sâu vào cửa huyệt của cô. Cô khai nhăn mặt rồi kêu nhẹ. Nam nhìn biểu cảm đó của cô khiến Kiều Anh cảm thấy xấu hổ né tránh. Cô càng như vậy anh lại càng đùa nghịch. Dù cô đã cố gắng cắn xuống môi của mình, nhưng mà cơ thể này lại phản ứng quá mãnh liệt. Sau câu nói của cô thì Nam rút tay ra. Anh bỗng nhìn túm lấy eo của cô rồi nhấc xuống, xoay lưng lại, chút bỏ hết những thứ vướng cản trên cơ thể của mình. Sau đó để cô chống tay lên chòm đá, anh từ phía sau tiến vào. Vật thể to lớn đó vẫn không thể nào khiến cô thích nghi ngay được. Nhát đầu vẫn luôn khiến cô đau đớn nhăn mặt lại. Nam siết lấy bờ eo của cô, hạ thân của anh bắt đầu mạnh hơn nữa. Dòng nước trong suốt cứ theo nhịp động vỗ vào da thịt những âm thanh kích thích. Kiều Anh một tay đưa lên cắn chặt môi lại. Cô đang cố gắng hạn chế không cho những âm thanh ái mùi phát ra, nhưng mà dưới sự tác động của anh khiến cô không thể nào ngăn lại được. Bỗng nhiên lúc này thì Nam túm lấy cánh tay của cô kéo ngược về sau. Khi thế dũng mãnh liên tục vào ra, cứ như vậy cơ thể của cô đung đưa theo nhịp. Bầu trời trăng thì vẫn sáng rực, nước chảy xiết như hòa với hai tâm hồn, tạo nên những âm thanh sống động. Anh bắt đầu trở nên gấp rút, từng đợt mạnh mẽ hơn nữa. Gương mặt tuấn mỹ tì lên bờ vai mảnh mai của cô, hơi thở dốc nam tính vang lên. Anh cắn nhẹ lên vành tai của cô, tiếng nước vỗ mạnh vào da thịt, âm thanh cọ sát của hai cơ thể trở nên lớn dần. Sau đó thì một nhịp dứt khoát mạnh mẽ, cả hai gầm lên một tiếng. Dưới dòng nước mát lạnh vẫn cảm nhận được một dòng nước ấm chảy vào. Kiều Anh cả người mất sức tựa vào ngực của anh,
tựa đầu lên bờ vai vững chãi kia thở gấp. Nam lúc này mới mang sự cao ngạo kia rời khỏi người cô. Sau đó lại còn dịu dàng, rửa sạch đi những dư vị còn sót lại sau cuộc hoan ái, rồi bế cô bước lên bờ. Sau khi cả hai gột rửa sạch sẽ, mặc lại bộ quần áo mà bà chủ đã đưa cho, thì cả hai người cùng quay trở về. Cũng chẳng rõ được bây giờ là mấy giờ. Chỉ biết là bầu trời tối đen, những đóm lửa được đốt ở mỗi nhà cũng đã tắt dần. Bản làng giờ đây bao trùm trong một màu đen tối. Nam đưa cô lên nhà. Ở đấy thì bà chủ nhà đã trải sẵn chiếu và một chiếc chăn mỏng. Kiều Anh đi lại để ngồi xuống, trong bóng tối lên tiếng. Nam à, lúc nào thì chúng ta mới được trở về thế? Ngày mai thì tôi sẽ nhờ bà chủ đưa đi gặp người tên là Sa Tiểu kia. Nhờ anh ta gọi giúp một cuộc gọi cho thằng Bồng. Hy vọng là ngày mai có thể về được. Hôm nay mệt rồi, em cứ ngủ một giấc đi. Kiều Anh nghe như vậy gật đầu nằm xuống. Sau đó Nam cũng nằm xuống bên cạnh. Anh kéo cô vào lòng ôm lấy. Ngày hôm nay đã quá dài, lại vừa mất sức như vậy, bọn họ cứ như thế đi vào giấc ngủ. Đêm đấy tiếng lọc cọng vang lên, âm thanh mơ hồ đánh thức Nam. Trong chớp mắt anh liền nhận ra có gì đó không ổn. Nhưng mà còn chưa kịp phản ứng thì một bóng đen lao đến giữ tay của anh. Không, không phải một mà là hai người. Một bàn tay chụp chiếc khăn lên miệng của anh. Mùi hương ở đây khiến đầu óc của Nam mơ hồ. Anh chỉ kịp gọi tên Kiều Anh. Sau âm thanh đó, Nam liệm dần đi. Bên tai thoang thoảng nghe được giọng nói của một người đàn ông. Đem cô ta đi. Buổi sáng hôm sau, một cơn nhức đầu kéo đến khiến cho Nam tỉnh lại. Anh vẫn còn mơ màng nhìn trần lợp lá. Từng mảng ký ức hời hợt đêm qua bỗng nhiên ùa về. Năm sau đó như thức tỉnh, anh ngồi bật dậy, bất giác gọi tên. Kiều Anh! Kiều Anh! Nam đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng trống trải. Anh lo sợ, vội vàng đứng dậy, bước xuống dưới. Bản làng sáng hôm nay có một chút kỳ lạ. Sự tĩnh lặng ở đây khiến anh phải hoài nghi. Nam chạy sang nhà bên cạnh tìm người phụ nữ đã cho anh ở nhờ. Thế nhưng không thấy bà ấy đâu cả. Anh cũng chạy đến những gian nhà khác, nhưng mọi thứ đều trống trơn. Ngay cả một bóng người cũng không có. Anh bắt đầu lo lắng. Rốt cuộc cô đang ở đâu vậy? Lúc này thì bỗng có một tiếng cười đùa trẻ con vang vọng lên. Anh cố gắng định hướng được âm thanh đó, liền phát hiện nó ở phía ngọn núi trước mặt. Nam vội vàng chạy về hướng đó. Anh đi chen vào hàng cây cỏ lau cao vút quá cả đầu người. Càng lúc đi vào càng sâu. Sau khi bước ra khỏi hàng cỏ lau đó thì phía trước mặt là một hang động dưới chân núi. Bên trong đó vang lên tiếng hô hào lớn của người làng. Bái kính tôn thần. Nam khẽ nhíu mày rồi bước qua cửa hang, tiến sâu vào trong động. Ánh lửa nhen nhóm hắt sáng lên những bức tường đá. Những bóng người đen kịt đổ xuống nền đất. Nam bước lại gần, nhìn bọn họ đang quây chắn lại. Anh cố gắng len vào để xem. Trước mặt cả đám dân làng là một bàn thờ được bày biện xôi gà đầu heo, đôi hạt đồng cùng với lư hương khói bay nghi ngút. Nam lúc này hỏi một người dân đứng ở gần mình. Xin lỗi, cô có thấy cô gái đi cùng tôi? Dáng người mảnh mai, cao tầm 1m65, da trắng. Nghe đến đây bà ấy khẽ lắc đầu rồi lại nhìn thẳng về trước. Nam thấy như vậy thì lại hỏi. Xin hỏi, mọi người ở đây đang làm gì vậy? Nghe như thế bà ta trả lời. Đây là buổi lễ hóa giải chướng khí của những tiểu trinh nữ. Hóa giải chướng khí? Đây là hủ tục của làng chúng tôi. Họ quan niệm rằng nam giới là mang đến điểm may sự thịnh vượng, còn nữ giới mang đến điểm đen đủi. Vậy nên con gái cứ đến tuổi trưởng thành sẽ được dâng lên tôn thần để làm lễ hóa giải chướng khí. Nam nghe xong thì nhíu mày. Có cả hủ tục như vậy á? Thời đại nào rồi lại còn tư duy trọng nam khinh nữ như thế? Đây là phong tục ở làng chúng tôi. Nếu như không tuân theo sẽ bị cánh đàn ông tra tấn đánh đập đấy. Thế lễ này hóa giải như thế nào vậy? Cô gái được đưa đến đây sẽ được đích thân tôn thần trích máu trinh. Như vậy đã được rửa sạch chướng khí. Trích máu trinh? Bằng cách nào? Cô gái được ở đây một ngày một đêm. Tôn thần
sẽ xuất hiện giao hợp cùng với cô ấy để lấy máu Trình. Nam nghe xong thì kinh ngạc đến mức không tin được. Cái gì cơ? Giao hợp để lấy máu Trình á? Thần thánh nào lại làm cái trò đổi bài như vậy? Tôi nghĩ là mọi người đừng quá mê tín như thế. Bà ta nghe như vậy ra hiểu cậu nói nhỏ. Chống đối lại tôn thần sẽ bị dân làng trừng phạt đấy. Nam định nói gì đó, nhưng mà lúc này dân làng bỗng hô lớn. Tôn thần đã hiện thân rồi. Nam nghe như vậy hướng về phía trước. Một dáng người đàn ông trong bộ quần áo diêm dúa, sặc màu. Gương mặt bị che đi bởi cái mặt nạ kỳ quái. Người đó đứng ở giữa đưa hai tay lên ra hiệu. Dân làng cũng tự động giữ im lặng. Một tiếng thở cũng không nghe thấy. Lúc này thì cả được xưng là tôn thần kia lên tiếng. Như thường lệ, để giữ được yên bình cho dân làng, hôm nay ta tiếp tục đứng ra giải trừ chướng khí cho muôn dân, để tránh đi những hậu họa về sau. Ngay như vậy, dân làng cũng đồng loạt. Tạ ơn tôn thần. Nam dường như không tin vào những gì đang nhìn thấy. Sự mù quáng mê tín của người dân ở đây khiến anh cảm tưởng mình bị lạc vào một thế giới khác vậy. Lúc này thì kẻ được gọi là tôn thần kia lên tiếng. Thời thần đã điểm, tế lễ đồng trinh, thành tôn thần ngự giá. Trước trừ tai giải hạn, sau diệt khí tiêu căn, phúc lộc phàm nhân hưởng, trinh khí kính tôn thần. Dân làng lại đồng loạt hô to. Trinh khí kính tôn thần. Sau âm thanh đó, ở phía trong sâu hang động vang lên tiếng bước chân đi ra. Vài giây sau, hai dáng người đàn ông cũng đeo mặt nạ, khiêng ra một chiếc cáng bằng tre. Trên đấy là một cô gái đang nằm ngủ say. Bọn họ đi ra, đặt xuống trước mặt kẻ tự xưng là tôn thần kia. Nam lúc này nhìn đến cô gái đang nằm ở đó. Anh liền kinh hãi nhận ra đó là Kiều Anh. Không cần suy nghĩ gì cả, liền chen lấn lao đến. Kiều Anh! Lúc này thì kẻ giả thần giả quỷ kia nhìn anh lên tiếng. Kẻ phàm nhân kia đang trong buổi lễ, tại sao lại dám làm kinh loạn như vậy? Nam không để lọt vào tai lời của gã, chạy vội lên chỗ cô. Nhưng còn chưa kịp chạm vào thì bị hai tên đeo mặt nạ giữ lại. Gã ta quát lớn. Giữ chặt hắn, đừng để cho hắn làm vấy bẩn đồng trinh. Nam nghe như vậy cố gắng vùng vằng thoát khỏi hai tên kia, trừng mắt nhìn gã. Cô ấy là vợ tôi, không phải đồng trinh gì cả. Đừng có giả thần giả quỷ để lừa người nữa. Nói dối. Đây là vật tế tôn thần, ngươi lại dám nói sằng bậy như vậy. Lúc này thì Nam dùng sức hất hai tên kia ra rồi chạy đến đỡ cô ngồi lên. Cô ấy là vợ tôi, hiện tại còn đang mang thai nữa, không phải đồng trinh gì đâu. Nói rồi thì Nam khẽ lay người cô. Kiều Anh, Kiều Anh. Âm thanh có phần da diết đánh thức cô tỉnh lại. Cô mơ màng nhìn cảnh vật lạ lẫm trước mắt, khẽ nhíu mày. Nam, chuyện gì vậy? Nam bế bổng cô lên rồi nói. Tôi đưa em ra khỏi đây. Nói rồi Thanh định rời đi, thế nhưng mà gã kia lại lớn tiếng. Hắn ta là kẻ đã làm vấy bẩn vật tế tôn thần, lại còn gieo mầm mống vào ả ta nữa. Nếu như không trừng trị, tôn thần sẽ tức giận trút xuống bản làng. Vừa nghe như vậy thì dân làng lao nhào lên chắn đường. Nam khẽ nhíu mày đặt cô đứng xuống rồi nói. Mọi người à, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, không phải thời xưa nữa, lại còn tin vào những thứ mê tín dị đoan như vậy. Nếu như có thần thánh thật thì ngài sẽ luôn bảo vệ chúng sinh, chứ không phải là bài hoài giống như gã này, dùng cách giao hợp với người trần để làm ô uế cuộc đời của các cô gái. Hãy tin tôi, hắn ta không phải là tôn thần gì cả, chỉ là một kẻ bệnh hoạn thôi. Ngay như thế, dân làng xì xào bàn tán. Gã kia tức giận rồi quát lớn. Hỗn xược, dám xúc phạm tôn thần như vậy, tội nặng như thế này nhất định không tha. Nếu như các người không trừng trị hai kẻ này thì hậu họa về sau đừng kêu la đấy. Nam nghe hắn ta liên tục rót vào tai của dân làng những lời nói khó nghe như vậy, tức giận quay người lại rồi đá một hòn đá mạnh hắn văng đi trước mặt nạ của gã. Gương mặt của một người đàn ông có phần gớm ghiếc hiện ra, khiến cho dân làng hoảng sợ. Gã ta lúc này cũng hoảng loạn, cúi xuống nhặt lại mặt nạ của mình rồi đưa lên quát lớn.
Tôn thần nổi giận rồi đấy. Các ngươi còn không mau bắt hai kẻ đó lại. Lời vừa dứt thì trùng hợp một luồng gió mạnh thổi vào, những ngọn lửa bùng lớn lên. Dân làng hoảng loạn cho rằng tôn thần nổi giận thật sự, liền lao vào phía anh và cô hô hào. Bắt lấy hai kẻ đã làm tôn thần tức giận đi. Hãy để tôn thần trừng phạt bọn chúng. Người thì cầm gậy gộc, kẻ thì cầm gạch đá lao vào. Bởi vì người quá đông, một mình Nam không thể nào đánh trả lại được. Anh chỉ còn cách ôm chặt cô vào lòng hứng chịu hết. Gậy đánh xuống bên phải, anh xoay cô về trái. Gạch ném hướng bên trái, anh để cô về hướng phải. Kiều Anh nhìn Nam liên tiếp chịu những đòn đánh liên tục như vậy, ở trên vai, trên lưng. Sau đó thì thứ làm cô kinh hay nhất là một viên đá lớn đập thẳng vào đầu. Máu chảy xuống bên thái dương đỏ ngầu. Cô sợ đến phát khóc. Nam à, đừng cố nữa, buông ra đi. Cô muốn đẩy anh ra để không còn phải gánh chịu nữa. Nhưng mà Nam dù đang đuối sức thế nào cũng nhất định không buông cô ra. Kiều Anh vì thế khóc lớn van xin. Làm ơn, dừng lại đi. Đừng đánh anh ấy nữa, tôi xin mấy người đấy. Lúc này thì gã kia đeo mặt nạ liền lớn giọng nói. Tôn thần có lệnh, giam giữ hai kẻ tội đồ ấy trong hang động, lấp đá kín 10 ngày 10 đêm, để tôn thần trừng trị. Ngay như vậy thì dân làng mới dừng lại. Bọn họ vội vàng chạy ra ngoài. Sau đấy thì mỗi người một viên gạch viên đá lớn nhỏ chồng chất, rồi đưa lên chắn cửa động. Kiều Anh lúc này đỡ lấy Nam. Cô vừa lo lắng cho anh, lại vừa nhìn ra phía cửa động đang bị dân làng cố gắng lấp đá. Cô đỡ Nam ngồi dậy, tựa vào bức tường rồi chạy lại phía cửa động khóc lớn. Đừng mà, đừng làm như vậy. Tôi xin mấy người đấy, để chúng tôi đi đi. Cô lại gần phía họ thì liền bị họ ném đá vào người. Kiều Anh bởi vì lo cho cái thai đành phải lùi lại. Cô bất lực nhìn bọn họ lấp đá cao dần. Rồi thì ánh sáng ít ỏi cứ như thế lùi dần đi. Nhóm lửa cũng lần lượt tắt lịm. Hang động trở nên tối dần. Cô quay lại phía Nam ngồi xuống cạnh anh. Máu ở trên trán vẫn chảy xuống. Cô vội vàng lấy tay mình giữ chặt lại. Thế nhưng mà thứ chất lỏng đó len qua cái tay của cô, chẳng mấy chốc bàn tay đã nhuốm đỏ. Cô run sợ rồi nói. Máu chảy nhiều quá, làm thế nào đây? Nam nhìn cô với sức lực đã có phần yếu đi rồi hỏi. Còn chúng ta không sao chứ? Cô mếu máo lắc đầu, hai hàng nước mắt chảy dài xuống. Anh khẽ thở phào một hơi, gắng gượng lấy nụ cười rồi đáp. Nói thật, trước khi gặp em, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc có con ở độ tuổi này. Vậy nên trong những chuyện vui chơi thể xác, tôi luôn rất cẩn trọng. Nhưng mà khi gặp em thì tôi dường như mất đi điều đó. Lúc đó tôi cứ nghĩ là tôi nhất thời si mê em quá mà quên đi. Nhưng mà thời gian qua lại càng chứng minh, nhất thời mà tôi nghĩ lại là khái niệm cả đời. Lời nói đó của anh lại càng tác động lên tuyến lệ của cô. Những dòng nước mắt cứ như vậy ồ ạt chảy xuống. Trong hoàn cảnh lúc này nói ra những lời như thế cứ làm cho cô nghĩ đến những lời cuối cùng vậy. Cô khóc nức lên. Anh đừng nói nữa. Anh thấy như vậy đưa tay lên thấm đi những giọt nước mắt của cô, mệt mỏi rồi nói. Tôi đã nói rồi, em khóc rất xấu, đừng khóc nữa, khó nhìn lắm đấy. Sau đó thì cô nắm lấy tay của anh, áp chặt vào má của mình, nức nở nói. Nam, anh đừng nói nữa, anh đang chảy máu rất nhiều đấy. Nam nghe như vậy, thở dài gật đầu đáp. Tôi cũng cảm thấy mệt, tôi muốn ngủ một lát. Sau câu nói đó thì Nam nghiêng đầu tựa vào vai cô nhắm mắt lại. Kiều Anh vì vậy hoảng sợ, cô quay sang đỡ lấy anh. Nam, Nam à, anh đừng ngủ chứ, được không? Có vẻ như trải qua chuyện vừa nãy đã rút cạn đi sức lực của Nam. Dù cho cô lay mạnh cỡ nào thì anh vẫn cứ yên lặng như vậy. Cô khóc lớn hơn rồi ôm chặt lấy anh. Nam à, làm ơn đừng ngủ mà, anh dậy đi, dậy nghe em nói đi. Em xin anh đấy. Thế nhưng mà đáp lại cô vẫn là sự im lặng đấy. Cả hang động chỉ vang lên tiếng khóc nức nở. Cả người của Nam vô lực dần dần tụt xuống. Anh nằm trong vòng tay của cô. Kiều Anh nức nở giống như mưa xối xả. Những dòng lệ mặn đắng vương lên gương mặt điển trai đó.
Cô gắt gao ôm lấy một bên má của anh. Nam à, em xin anh đấy. Hãy nói gì đó với em đi. Đừng ngủ mãi như thế. Anh cứ im lặng như vậy thì mẹ con em phải làm thế nào đây? Sau câu nói đó, bàn tay của anh khẽ động đậy, rồi chậm rãi đưa lên nắm lấy tay của cô. Đôi mắt thì vẫn cứ nhắm lại, dường như chẳng còn sức để mở ra nữa. Bờ môi mấp máy nói, đừng khóc nữa. Tôi chỉ là ngủ một lát thôi, em đừng lo. Cô nghe được giọng nói của anh, mặc dù vẫn còn yếu ớt, nhưng mà vẫn an tâm hơn. Nam à, cố gắng lên, rồi chúng ta sẽ tìm cách ra khỏi đây thôi. Nam khẽ gật đầu một cái rồi thiếp đi. Cô cứ ngồi đấy giữ anh trong vòng tay, để cảm nhận được hơi thở của anh vẫn còn tồn tại. Sau khi thấy Nam đã ngủ say, cô đặt anh nằm xuống trên đống rơm nhỏ, sau đó đi lại phía cửa động, cố gắng dùng sức gạt đi những viên đá kia để tìm thấy cửa thoát. Thế nhưng mà ở đây có cả hàng tấn đá chồng chất lên nhau. Cô bới chúng đến nỗi những đầu móng tay muốn nứt toác cả ra. Bới đến đâu, máu gì đến đó, nước mắt cũng tuôn theo đến đó. Chẳng biết là cô đào bới trong bao lâu, chỉ khi nghe tiếng ho lớn của Nam vang lên thì cô vội vàng chạy lại chỗ anh. Nam à, anh sao rồi? Cả người của Nam lúc này khẽ run lên. Kiều Anh nhận thấy liền lo lắng. Nam, anh sao thế? Anh lạnh á? Nam không đáp trả, chỉ thấy anh khẽ co người lại. Bờ môi tím tái khô khốc, xuất hiện những đường nứt kẽ. Kiều Anh lo sợ nhìn khắp xung quanh, nhưng mà ngoài những viên đá ngổn ngang và cái hang sâu hoắm thì không còn gì cả. Cô nhìn anh đang từng cơn run lên, không thể nào nghĩ ngờ được gì nữa, liền cởi đi chiếc áo duy nhất trên người của mình rồi đắp lên cho anh. Nam, anh cố lên, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây. Hơi thở từng đợt yếu ớt vang lên bên tai cô, giọng nói thều thào. Nước, nước. Kiều Anh nghe không rõ, lại ghé sát mặt xuống. Anh nói gì cơ? Nước. Anh khát á? Cô lại nhìn xung quanh, chỉ là một bóng tối bao trùm. Kiều Anh dù luôn cố gắng động viên, nhưng mà thực sự trước mắt đã làm cho cô tuyệt vọng. Cô nức nở rồi nói, bây giờ thì làm sao mà kiếm được nước đây? Anh vẫn cứ tiếp tục. Lúc này anh vẫn kêu lên nước, nước. Âm thanh đó cứ vang lên bên tai cô. Kiều Anh mỗi lúc trở nên rối rắm. Cô chẳng còn cách nào khác, nhặt lấy một viên đá nhỏ, rồi dùng cạnh sắc nhọn của nó cứa sâu vào lòng bàn tay của mình. Cô dùng răng cắn chặt xuống môi dưới để chịu đựng cơn đau xé da thịt đó. Đường rạch đến đâu cả người muốn ra rời đến đó. Sau đó cô liền vội vàng bóp nhẹ mở miệng của anh ra, nắm bàn tay kia nhỏ từng giọt máu đổ vào miệng của anh. Cứ một giọt rơi xuống lại kéo theo hai hàng nước mắt chảy dài. Mùi vị tanh nồng đấy trôi xuống cổ họng cũng khiến cho Nam có phản ứng. Anh khẽ nhíu mày rồi ho khan, sau đấy quay mặt né tránh. Kiều Anh thấy như vậy cố gắng giữ chặt anh. Cô xiết lòng bàn tay lại nức nở nói, Nam à, em biết là khó nuốt, nhưng mà anh nhất định phải gắng chịu. Em sẽ tìm cách đưa chúng ta ra khỏi đây. Trời càng về đêm, nhiệt độ trong hang lại càng thấp, hơi lạnh bao trùm cả không gian tối đen kịt. Lúc này thì Kiều Anh chỉ mặc độc nhất chiếc áo con. Chiếc áo của cô đã phủ lên người của anh. Với nhiệt độ này thì gai ốc nổi lên khắp cả cánh tay. Nam nằm trên đùi của cô, làn da lạnh ngắt, thi thoảng thì thấy anh vẫn còn khẽ run lên. Kiều Anh nghĩ rằng cứ như thế này thì cả hai chắc không thể nào chịu được bao lâu nữa. Cô đặt anh xuống rồi mò mẫm trong đêm tối tìm kiếm gì đó. Vết rạch ở lòng bàn tay thi thoảng khẽ đau nhức lên bởi vì cọ sát vào. Sau một hồi dò dẫm, cô quay lại cho anh mang theo vài cục đá nhỏ cùng với mấy thanh gỗ mà khi nãy dân làng vứt lại. Kiều Anh dùng tay tước từng mảnh nhỏ ra vun lại, sau đó cầm hai viên đá đánh vào nhau. Cô dùng sức cọ sát nó liên tục đến mức những vết thương ở bàn tay lại tứa máu. Ấy vậy mà một ánh lóe đỏ thôi cũng không hề có. Mọi thứ gần như làm cho cô tuyệt vọng. Kiều Anh uất ức mà ứa cả nước mắt. Càng ức bao nhiêu thì cô lại càng cố gắng đánh những viên đá lại với nhau. Những tiếng chát chát vang vọng lên, cho đến khi ánh đỏ lóe lên rồi bén vào đống gỗ vụn. Một chút đón lửa nhỏ nổi lên. Kiều Anh bật cười. Được rồi.
Cô lại bắt đầu gom hết những mảnh gỗ nhỏ rồi bỏ vào trong đám cháy. Từng ít một rồi lớn lên. Thấy ánh sáng màu đỏ ấy lan tỏa cả một khoảng không. Nhiệt độ từ đó cũng khiến cô cảm thấy đỡ rét buốt. Sức nóng hắt ra từ đống lửa cũng khiến cho Nam dần nhận thức ra được. Anh mệt mỏi từng chút đồng đầy hàng mi rồi mở mắt. Cảnh tượng có phần nhòe nhoẹt đi bởi vì cơn váng đầu. Nhưng mà vẫn mơ màng nhìn thấy dáng người mảnh mai bên đống lửa rồi gọi. Kiều Anh. Cô vừa nghe thấy giọng của anh thì liền vội vàng lại gần. Nam à, anh tỉnh rồi á? Lúc này thì anh gượng ngồi lên nhìn cô khẽ nhíu mày. Em... Kiều Anh bây giờ sực nhớ ra không mặc áo. Cô bất giác đưa tay che trước ngực. Khi nãy anh lạnh quá, em phải lấy áo đắp cho anh. Nam nhìn xuống thân của mình. Quả nhiên, chiếc áo của cô đang ở trên người của anh. Nam cầm lấy nó. Dù sắc mặt khá tái nhợt, nhưng mà anh vẫn cợt nhà trêu đùa. Không phải là em muốn lợi dụng tôi đi chứ? Kiều Anh nghe như vậy thì nhìn anh cáu nhẹ. Cái gì cơ? Lúc nào rồi? Lại còn đùa được nữa? Nam không nói gì cả. Cười một cái rồi cầm áo mặc vào cho cô. Sau đấy thì anh mới phát hiện ra bàn tay của cô chảy chớt hết cả. Lại còn một vết rách sâu ở lòng bàn tay. Mà khẽ nhíu mày giữ lấy nó. Kiều Anh bị tác động vào vết thương. Lại nhăn mặt kêu lên một tiếng. Nam bất giác nhìn cô rồi nói. Tay em sao lại như vậy? Kiều Anh có một chút lúng túng rút tay lại rồi quay đi. Bị thương. Do lúc nãy cố gắng nhóm lửa thôi. Nam không tin là kéo tay cô lại. Vết rách sâu như thế này chắc chắn không phải là nhóm lửa, mà là bị gì đó cứa phải. Kiều Anh nhìn xuống tay của mình một lát. Cô rút lại, thế nhưng mà Nam giữ chặt lấy. Rốt cuộc em bị sao thế? Có phải là do mấy kẻ giả thần giả quỷ kia làm như vậy có phải không? Cô đắn đo nhìn anh một hồi, sau đó ánh mắt đỏ hoe, thanh âm có phần xúc động trả lời. Không phải đâu. Vậy thì rốt cuộc tại sao lại như vậy? Cô chần chừ vài giây rồi nói. Bởi vì lúc đó vết thương của anh mất máu quá nhiều nên bị ngất đi. Cả người của anh lạnh ngắt, cứ run lên bần bật như thế. Trong cơn mê man, em nghe thấy anh đòi nước. Mà ở đây thì biết kiếm ra nước ở đâu chứ? Vậy nên em phải dùng đến cách này. Anh kinh ngạc nhìn cô. Cách này? Có nghĩa là em tự rạch tay của mình để tôi uống máu của em á? Kiều Anh nhớ lại khi đó, nước mắt bỗng ứa ra, cô nói. Nam à, lúc đó em thấy anh cứ luôn miệng đòi nước. Em không nghĩ được gì cả, chỉ có thể dùng cách này thôi. Sau câu nói đó, Nam bất chợt kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy. Kiều Anh có một chút ngỡ ngàng, gương mặt nhem nhuốc áp vào ngực của anh. Nam, tại sao thế? Tại sao phải làm như vậy chứ? Kiều Anh nghe như vậy chợt trở nên suy tư rồi nói. Em không biết nữa. Khi ấy chỉ nghĩ làm sao để giúp anh thôi. Lúc đó nếu như bảo em moi tim ra, có khi là em cũng làm đấy. Em ngốc thật đấy. Lần sau không được làm như vậy nữa. Kiều Anh khẽ ngước mắt lên nhìn Nam. Nói em ngốc á? Thế tại sao anh cũng như vậy? Lúc đó em nói anh buông em ra đi. Vậy thì tại sao cô nhất quyết một mình chịu hết như thế? Nam nhìn xuống cô. Bởi vì em là vợ tôi, tất nhiên là tôi phải bảo vệ em. Hơn nữa còn con của chúng ta nữa. Anh bảo vệ vợ con của mình, vậy thì tại sao em lại không thể nào bảo vệ ba của con em chứ? Tôi bảo vệ em là bởi vì tôi không muốn để em chịu bất cứ tổn thương nào cả. Ấy vậy mà cuối cùng vẫn để cho em chịu trăm ngàn vết thương như thế. Tôi cảm thấy là mình thực sự quá vô dụng. Nếu như không có anh thì em không biết là giờ mình như thế nào nữa. Vậy nên đừng nói như vậy. Anh cứ đăm đăm nhìn cô, bàn tay đưa lên lau đi những vệt nhem trên gương mặt, rồi ưu tư nói. Tôi sẽ tìm cách đưa em rời khỏi đây. Nhất định không để cho em chịu thêm tổn thương nào nữa. Kiều Anh mỉm cười khẽ gật đầu, sau đó rúc vào lòng của anh, vòng tay ôm lấy.
Mặc dù đang ở trong hoàn cảnh éo le như vậy, nhưng mà cô lại cảm thấy mãn nguyện và bình yên khi ở trong lòng của anh như thế. Ánh lửa đỏ rực hắt lên hai thân hình đang ngồi tựa vào nhau. Bóng dáng của hai người in hẳn xuống nền đất. Có lẽ đối với bọn họ lúc này đây, khoảnh khắc yên bình duy nhất khi cả hai bên nhau từ trước cho đến giờ. Chẳng biết là bọn họ đã nhốt ở trong đấy bao lâu. Chỉ biết rằng đến khi những thanh củi cuối cùng bị thiêu đốt đi, chút tàn lửa yếu ớt cũng dần dần tắt hẳn. Không nước, không lương thực, giờ lại thêm nhiệt độ hà khắc như thế. Những thứ đó dần rút cạn đi sức lực của hai người. Cả người của Kiều Anh cũng lạ dần đi. Cô gục lên vai của Nam yếu ớt nói. Em thấy mệt quá. Có lẽ em không đợi được nữa. Nam nghe như vậy thì ôm chặt lấy cô rồi nói. Kiều Anh, cố gắng chịu đựng một lát đi. Tôi sẽ bơi tiếp đống đá kia. Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Kiều Anh khẽ lắc đầu nhẹ rồi nói. Không được đâu. Ra ngoài rồi cũng bị dân làng bắt lại thôi. Không đâu. Tôi sẽ không để cho họ đụng đến em đâu. Nhưng mà bây giờ em không gắng gượng được nữa. Em mệt quá. Đôi mắt của Kiều Anh nhắm lại, hơi thở cũng dần yếu đi. Nam thấy như thế, đỡ lấy cô gắt gao rồi nói. Kiều Anh, Kiều Anh. Nhưng cô không hề trả lời anh. Nam cũng nhận thấy hơi thở của cô dường như yếu đến mức không thể nào cảm nhận được nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và có thể nói đây là một tập truyện rất nhiều tình tiết gay cấn và cũng không kém phần xúc động nữa. Nói về tình yêu thì khi mà hai người yêu nhau cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn như thế này thì tình cảm sẽ càng trở nên sâu đậm. Và anh Sa tin chắc là nếu như mà Nam và Kiều Anh vượt qua được biến cố này thì tình cảm giữa hai người họ sẽ rất khác. Tuy nhiên bây giờ chúng ta quay trở lại với tình huống nguy hiểm này. Vậy thì làm như thế nào để mà Nam có thể đưa được Kiều Anh an toàn ra ngoài? Và liệu rằng đứa bé trong bụng của Kiều Anh có ảnh hưởng gì hay không? Không ngờ rằng trong lúc chạy trốn tên Quyết thì họ lại lâm vào tình cảnh khốn cùng như thế này. Và để biết được đáp án ra sao thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chị Sậu nhé. Sau khi lắng nghe xong, nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn và mang lại cho quý vị cảm xúc nào đó thì hãy nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh ủng hộ anh Sa về ekip Chị Sậu nhé. Ngoài ra quý vị và các bạn hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình để chúng ta cùng nhau đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nước Mắt Kiểu Nữ. Cảm ơn sự đồng hành và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.